nhưng mà là thời đại 4.0 rồi, cho nên là rồi hay lắm, tuyệt vời, hay quá. Cổ động viên, các quý vị khán giả chúng ta, do trọng tài quyết định cho là mình ở ngoài không có thể được, nhưng mà là cho mình chạm vào tay của vũ đi. Wow, rất là tuyệt vời. Hay quá, từ trước bây giờ chúng ta chưa xem công việc là hay như thế này. Điểm này, thế giới thì có rất nhiều, nhưng mà đối với lập lễ xã nhà thì chắc chắn đây cũng là một cơ hội đầu tiên. Nhưng mà là chắc chắn bây giờ là các nước trên thế giới đã xem được công việc này rồi. Còn đâu thì cũng chờ như vậy là chiến thắng của các vận động viên. Hôm nay là rồi, như vậy là 3-0, nhưng mà mất, như vậy là 1-1, chưa có vấn đề gì cả, chưa có thất bại. Kèo 2 và đồng thời chắc chắn là sẽ xem kèo vật thứ 3. Hay lắm. Mà nam cũng tài, nhưng mà đây mới gọi là tài tài gái sắc, nhưng mà tài tài gái sắc. Hay lắm, như vậy là bà ra rất là hợp lý đó. Rất đẹp. Như vậy là các camera chúng ta cứ tiếp tục là quay để phải kiểm tra. Như vậy là được. Như vậy là công nghệ 4.0.